Rồi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh Đức Thủ Bonsai Cần Thơ nha. Thì cũng như lời hứa với các bạn là mình sẽ kết hợp với anh Nguyễn Tài để làm một cái clip về cách nhận biết và điều trị con diệp sáp rễ nha các bạn. Diệp sáp phấn trắng rễ á. Thì đây là chiếc cửa cổng nhà anh Nguyễn Tài ha. Cổng đang đóng, thấy vắng quá. Rồi, mình đi vô cái đường kia ha các bạn. Mình quay những cái xứ cho các bạn coi ha. Rồi một hồi gặp sẽ nói chuyện sau nha. Đó, đây là không gian bên trong nha các bạn. Thì lâu rồi cũng không quay lại giường ha. Mình quay lại cái giường cho các bạn coi ha. Rồi quay lên cái bảng cho các bạn coi luôn. Đây là vườn hoa kiểu Nguyễn Tài các bạn. Mình quay cho các bạn coi ha. Là mình kết hợp với Nguyễn Tài quay tại vườn Nguyễn Tài luôn ha. Thì vườn hoa kiểu Nguyễn Tài là chuyên về sứ Thái hoa giấy. Hạt giống sứ Thái, hạt lai tạo, đa dạng màu sắc. Sứ ghép, sứ giống, sứ nguyên thủy. Rồi phân bón hoa kiểu luôn nha các bạn. Đặc biệt là nhận ghép sứ đôn rễ, tạo dáng theo yêu cầu nha các bạn. Thì với các bạn á, mà những các bạn mà có giao lưu rồi á thì các bạn cũng biết rồi ha. Rồi những các bạn chưa giao lưu cũng vậy, nếu các bạn mà có điều gì thắc mắc về mà cái cách thức hay là cái kỹ thuật về cây hoa kiểng á thì anh Nguyễn Tài có số điện thoại nha các bạn. Thì số điện thoại này rồi cũng là cái số Zalo luôn là 0907578707 nha các bạn. Sứ Thái Nguyễn Tài. Và Facebook cũng là sứ Thái Nguyễn Tài luôn nha các bạn. Thì các bạn nếu như mà cần tư vấn về những kỹ thuật thì các bạn gọi vào số này ha. Và cũng là số Zalo luôn nha các bạn. Và các bạn muốn biết cái địa chỉ thì các bạn lên Google Maps, các bạn cũng search vườn hoa kiểng Nguyễn Tài á. Thì các bạn search lên Google là đánh hoa kiểng Nguyễn Tài thì nó cũng sẽ nổi lên cái địa chỉ cho các bạn ha, cho tường tận luôn. Rồi số điện thoại và Google Maps đầy đủ các bạn. Rồi mình trở vô vườn mình quay cho các bạn coi tham khảo nha, chứ không phải là mình quay để giao lưu nha các bạn. Về một số cái cây sứ chiếc ghiên nha các bạn, những cái sứ ghiên. Rồi mình nói luôn là những cái cách mà anh Nguyễn Tài làm, một vài điều cần lưu ý nha các bạn. Thì như các bạn thấy ha, hồi lúc trước thì những cái dàn sứ ở ngoài sân, những cái dàn sứ mà mình đã trưng bày phía trước thì những cái vàng này nó bít, bây giờ nó trống nha các bạn, là giao lưu hết rồi ha. Thì những quý vị thì có liên hệ thì theo cái số điện thoại anh Nguyễn Tài quay cây cho các bạn coi. Thì những cái vườn này là chia sẻ hết rồi nha các bạn. Thì bây giờ còn cái chỗ này là vườn trống ha. Rồi từ từ ảnh sẽ làm những cây đẹp rồi nhân ra nữa. Rồi còn bên này là những cái cây sứ, cây ghép có, cây hạt lai có các bạn. Như các bạn thấy những cái cây sứ mà nằm ở phía dưới này và cây sứ bên này các bạn là những cái sứ hạt lai ha. Thì lúc trước do những cái tàn nó phượt quá thành ra anh Nguyễn Tài sửa lại là đôn tàn cho nó thấp lại các bạn, cắt xả tàn vô chậu lại. Thì bây giờ bắt đầu nó ra nụ gì các bạn, nó mới ra nụ thôi. Đó, cây cũng rất là xanh tốt ha. Đây là các bạn, đây cũng là cây hạt lai ha. Rồi mặt bông trên này cũng là cây hạt lai luôn. Thì cây này có đậu cặp trái nè các bạn. Đó, cây này rất là xanh tốt nhưng mới bắt đầu lú nụ thôi các bạn ơi. Còn qua đây là cây ghép nè các bạn. Rồi cái khúc này là cây ghép. Đây là sứ cẩm hồng ha. Đây mình quay cho các bạn coi ha. Thì cái những cái cây ở đây thì thấy tàn đồ tược đầy đủ ha các bạn, xanh tốt ha. Những cây làm bằng từ đam mê thành ra rất là kỹ. Đây là mặt qua phần tài, nó mới lú nụ thôi các bạn ơi. Đây còn cái lạc long quân. Lạc long quân là cái mặt qua lạc long quân là chùm nụ chùm nha các bạn. Bông không gục nhưng mà cái chùm nụ rất là lớn, bông rất là lớn, ra nó nổi gộn các bạn, xuyên qua ha. Lạc long quân, lạc long quân này là cây ghép nha các bạn. Đây rất là bông nhiều nha các bạn. Rồi bên này có cây kia, cây này là cây cái củ thì củ sứ Thái nha các bạn. Thì đây là ghép cây kim anh. Kim anh thì rất là xuyên qua ha. Như các bạn coi thì nó đây nó cũng được trái nè. Dạ trên này nó cũng có trái nè các bạn.
Thì anh Nguyễn Tài thì có làm hạt sứ lai ha. Cây dưới này gian được ra nè, mặt qua gian được ra. Cây này tàn nó bị yếu rồi, hết chất trồng rồi. Đây sự để xử lý lại. Thì cũng có qua giấy nè các bạn. Nhưng mà qua giấy thì vườn này ít ha, là chủ yếu về cây sứ. Rồi mình quay cho các bạn coi ha. Là bắt đầu từ đây là cái số này là những cái dàn những cây sứ riêng nha các bạn. Đây là những cây sứ riêng nha. Đây. Những cây sứ này thì cũng mới trồng đây thôi. Thì nó mới vừa bắt đất xanh tốt lại ha. Nhưng mà nụ rất là nhiều nha các bạn. Đây nè. Nụ ha. Đó, nụ rất là nhiều nha các bạn. Đây là dàn sứ riêng. Thời gian này thì mới trồng sao nên cây nó còn nhỏ. Cái này là mình quay là chủ yếu cho các bạn tham khảo ha, những cái cây mà vườn vườn mình và anh Nguyễn Tài á, thì cũng làm hầu như là nó giống kỹ thuật với nhau các bạn. Rồi mình trồng lại ha. Thì cái cách trồng thì mình cũng có chia sẻ trên kênh á. Và cách chiết luôn, thì các bạn mà muốn tham khảo về vấn đề nào thì các bạn vô đó ha. Còn bên này là những cây mà chiết gin, mà những cây lớn hơn đó. Như các bạn thấy ha, đây là những dòng chiết gin. Như cái mặt bông bên đó là một bông ngũ sắc nè các bạn. Thì những mặt bông lớn này ha, thì có một số bạn á, điện hỏi mua. Hỏi mua là có nghĩa là yêu cầu giao lưu, nhưng mà có một số cây á, là chỉ còn vài cây thôi, không giao lưu được. Lý do á, thì mình cũng nói luôn, vườn mình và vườn anh Nguyễn Tài á, là với cái mục tiêu á, cho bông nó gặt chuẩn, thành ra những cái cây chiết gin này nè các bạn. Những cây chiết gin gì nè, khi mà mình lấy bo mà để mình ghép qua cái củ sứ Thái á, là mình cắt bo từ cây chiết gin này các bạn. Mình cắt một cái bo này ra mình ghép là nó rất là chuẩn bông. Tại vì á, cái cây này mình chiết gin rồi nó không có bị đẩy nhựa từ cái củ khác, là có thay vì người ta chiết từ F1, F2, F3, F4 tới F vài chục luôn. Là có nghĩa là khi á, mà các bạn cắt từ cây mẹ xuống, lần đầu tiên là F1. Rồi từ cái F1 đó các bạn cắt ra nữa là F2, nó qua nhiều dòng đời nha các bạn. Thì mình muốn cho nó gặt, thành ra mình làm những cái cây chiết gin gì nè. Mình cắt ra thì cái mặt bông nó còn nó gặt, và mình ra cái mặt hoa trên cái cây của mình nó tự tin hơn các bạn. Chứ mình không có lấy từ một cái cây xả tàn từ cái bo ghép khác để mà mình cắt mình ghép chuyền ha. Thì có một số bạn hỏi ủa sao mà mình ghép rồi nó lên đó, lúc mình xả tàn mình không lấy từ cái bo ghép đó để mà mình ghép qua cây sứ mới. Rồi tại vì ở đây thì mình có chừa đủ cái số cây chiết gin như vậy nè các bạn. Như cái tàn nó dài như vậy nè. Dạng dài thì như vậy nè. Rồi mình cắt, mình chiết gin thì nó gặt hơn. Nó chuẩn màu hơn. Và nó mạnh hơn nha các bạn. Cho nên là những cây chiết gin ha. Bạn thấy cái kim anh không? Cái cốt này cũng to ha. Cái diện tích vàng còn chặt quá cho nên không có bung ra được. Thành ra nó hơi dày các bạn. Các bạn coi ha, đây là những dàn chiết gin không. Đây là cây ruby chiết gin này các bạn. Cái bông nó rất là đỏ nhung ha. Rồi hai cây này là hai cây lưỡng nghi. Cây lưỡng nghi đây thì một cốt rất là đẹp. Cái này mà mình cái này nữa mình đôn lên thì nó ra cái bộ củ các bạn. Như các bạn thấy cái bộ củ nè. Cây chiết mà giờ nó có củ vô lớn à, cây mà vô củ gì là nó dễ chăm chứ nó mau lớn lắm các bạn. Tại vì nó vô củ rồi thì nó có giống như một cái bình chứa, nó có năng lượng để nó nuôi cái thân đó. Cây này mà nếu như mình đó, là mình xả cái nhánh này bỏ thì nó còn một cốt nó thoát thân ha. Hơn 2 tấc nè các bạn. Nó khoảng 2 tấc rưỡi gần 3 tấc ha. Lên trên đây nó chia nhánh phân tàn ra ha. Phân tàn cũng rất là nhiều. Lưỡng nghi thì qua cánh đơn. Xiên bông nha các bạn.
Rồi mình giới thiệu một số mặt bông thôi để tránh mất thời gian của các bạn, thì bắt đầu mình vô cái chủ đề chính ha. Mình gặp Nguyễn Tài để chia sẻ với các bạn về cái con diệp sáp phấn trắng rễ nha các bạn. Cái clip này hơi dài thì các bạn cũng thông cảm xem dùm ha. Thì lâu lâu cũng lên đây một lần, thành ra mình cũng quay xương lại cho các bạn coi. Rồi kính chào quý vị và các bạn nha. Thì cũng như lời hứa của mình vừa qua đó ha, thì bây giờ mình gặp đây là anh Nguyễn Tài để mình làm cái clip là chị diệp sáp phấn trắng rễ của cây sứ. Thì như trước màn hình các bạn đây thì có hai cây sứ là anh Nguyễn Tài để chọn vô làm cái demo, rồi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn luôn nha. Rồi anh Nguyễn Tài có lời gì nói với các bạn khán giả đó thì Nguyễn Tài nói đi. Hello, Tài xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Đức Thủ Bonsai Cần Thơ. Thì trước tiên thì Tài cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian vừa qua cũng có ủng hộ vườn của Tài. Mà hiện giờ thì Tài cũng bán hết rồi. Hôm nay làm cái clip nói về con diệp sáp thôi, chứ Tài không còn cây để bán nữa. Thì hai cây này là Tài chọn ra từ hai cây sứ nguyên liệu nha. Nguyên liệu này nguyên liệu Sumalan thân xanh. Sau này vườn Tài với vườn Đức Thủ không có xài Sumalan thân xanh này nữa, xài Sumalan thân tím, nó sẽ nuôi bo ghép mạnh hơn. Thì nói về thẳng về vấn đề hôm nay là Tài có chọn hai cây này là nó đang bị diệp sáp. Tài rút ra kiểm tra là cây này với cây này đang bị diệp sáp rễ. Thì thường thường á là những cái con diệp sáp ảnh hưởng đến cây đến rễ sao, thì thường thường mình nhìn cái lá đó theo cái kinh nghiệm mà mình phán đoán rồi mình kiểm tra nó. Thì thường thường á cái nguyên nhân để làm con diệp sáp phấn trắng dưới rễ nó có rất nhiều nguyên nhân nha các bạn. Thứ nhất là mình trộn chất trồng mình nó không được tinh khiết, thì nó khi mà nó gặp thời tiết thuận lợi thì nó cũng có thể tự sanh. Còn đây là những cái chất trồng vườn mình nha các bạn. Thì mình cũng có thường nói với các bạn rồi, cái tỷ lệ trộn chất trồng thì trên kênh mình cũng có làm nhiều clip nói về cái tỷ lệ trộn chất trồng rồi ha. Thì cái chất trồng á mà nó ảnh hưởng đến con diệp sáp rễ á là nó cũng có một cái điều kiện nữa. Nếu các bạn mà sử dụng á cái chất trồng của mình á mà trộn cái cho đen á các bạn, cho chấu mà cho chấu đen á, cho chấu nhuyễn bình thường mình phối trộn chung á, nếu mà các bạn mà lạm dụng mà trộn cái cho chấu chứ không phải chấu sống, cho chấu nhiều là nó cũng tạo điều kiện cho cái con diệp sáp rễ nhiều hơn nha các bạn. Tại vì á nếu như mà các bạn á để đó thí dụ như một chục cái chậu, năm cái chậu các bạn trộn với chất trồng tỷ lệ này là ít cho chấu, và năm cái chậu là các bạn trộn chất trồng với tỷ lệ cho chấu đen đó số lượng nhiều, thì năm cái chậu mà các bạn trộn chất trồng cho chấu nhiều đó nó sẽ bị nặng hơn nha các bạn. Cho nên vườn mình để cho chấu ít là vậy. Còn những cái vùng anh em miền ngoài á sử dụng cái cho chấu đen là cho chấu cái hạt to, nó khác với vùng mình là sử dụng cái cho chấu hạt nhuyễn nha các bạn. Và cũng như các bạn thường nói đó là thường thường cái con diệp sáp có thường là có con kiến, thì cái mục đích con kiến á, là nó lên là nó ăn con diệp sáp nha các bạn. Thì nó bắt đầu nó tha đi, thì trong cái đoạn đường nó tha đó, những cái phấn trắng đó, thì phấn trắng là nó loại ký sinh trên con diệp sáp, thì nó sẽ bị nhiễm truyền luôn. Và những cái con diệp sáp đó nếu mà con kiến nó tha đi mà nó gớt lại nơi đâu thì bắt đầu nó ký sinh chỗ đó mà nó nhân giống nữa. Thì cái chất trồng mình nếu mà phù hợp cái điều kiện khí hậu thời tiết, hay là cái chất mình tưới đó, cái độ ẩm nó thích hợp thì nó có thể xanh. Thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ về cái cách mà mình phòng và trị nó thôi nha các bạn. Thì cái con diệp sáp phấn trắng á thì thường thường á nó ảnh hưởng tới cái cây sứ, là giống như là nó ảnh hưởng tới cái rễ sứ mình bị thường thường mà bị hư bị đơ gì đó các bạn. Thì cây sứ của mình á bị hư bị đơ là nó làm cho cái cây sứ của mình nè là nó thường thường nó rụng những cái lá già ở dưới trước, tại nó không lấy được cái dinh dưỡng, thành ra nó phải đào thải những cái lá già, còn những cái đọt non nó trụi nhiều. Còn những cây sứ mà nó bị đỏ lá do nhện đỏ, hoặc là do nó bị hư rễ, hay là do nấm khuẩn thì nó khác nha các bạn. Còn cái này á, con diệp sáp ở dưới là nó bắt đầu nó đào thải cái lá dưới này trước, ở trên này nó trụi. Là thường thường mình kiểm tra cái cây nó cặn cọc, nó không có phát triển được á. Thì cái nguyên nhân đó thì mình chỉ nói cho các bạn như tham khảo. Còn cái phần kế tiếp theo thì anh Nguyễn Tài sẽ đại diện, sẽ làm cái demo rút ra những con diệp sáp với phấn trắng rễ này cho các bạn coi. Nói chung thì cây này cô chú anh chị nhìn thấy nè, cái này là diệp sáp chứ không phải là nấm phấn trắng không đâu nha cô chú anh chị. Thì thường á là cái nấm phấn trắng đó các bạn, thì cái nấm phấn trắng là nó ký sinh lên con diệp sáp nó nằm ở trong.
thì cái nấm phấn trắng nó bảo bọc bên ngoài đó, chứ không phải là cái nấm phấn trắng không hay là con diệp sáp không. Rễ này cũng có nữa. Đó. Cái con diệp sáp á, nó cắn phá cái rễ màng cây sứ mình, là cây hút nước hút chất được là nhờ rễ màng, nhưng mà diệp sáp nó cắn những cái rễ tơ rễ màng nên cây mình không hút chất được, không hút nước được, bởi vì nó làm cho cây mình suy rụng lá. Cô chú anh chị mà thấy mà nghi vấn đó thì mình rút cái cây lên mình xem thử. Nếu mà tình trạng diệp sáp nhiều quá, cô chú anh chị nhổ cỏ, cô chú anh chị nhìn theo quẹt quẹt ở lớp trên này cũng vẫn thấy nha. Cây này có nhiều hơn nữa nè, là thấy không? Cây này thì bị nhiều hơn rồi các bạn, nó đều chậu hết rồi. Thì những cái đốm diệp sáp này nè, như các bạn thấy ha, những cái đốm diệp sáp này là phấn trắng, là nó không có làm cho cái nước đó các bạn, nó không có bám được cái chất trồng mình nhiều ha, nó ngăn được cái lớp nước và cái lớp dinh dưỡng, thành ra cây sứ của mình á, một là đưa rễ, hai là nó ngăn chặn cái đó nữa, thành ra nó không có hút được cái dinh dưỡng đó nha các bạn. Mà cái con diệp sáp phấn trắng này nè, ở bên cái lớp phấn trắng đó, ở trong nó có những cái con diệp nó rất là nhỏ, nó li ti bằng đầu kim thôi, thì nó sẽ hút cái bộ rễ của cây sứ mình. Đây đây, trong đây nhiều rồi, dạch ra cho các bạn, cho quý vị coi luôn. Ở trong đây nó nhiều nè, cô chú anh chị thấy không? Đây đây, cô chú anh chị thấy mấy con tròn tròn này không? Đây nè, con diệp sáp nè, nó bò bò nè, cô chú anh chị thấy không? Nếu mà phấn trắng thì không có con nào bò, mà cái này là con diệp sáp nha, nó trong đất nó không có bộ lông, là nó luồn lách trong đất này nè, nó không có lông, phấn của nó dính vô đất hết trơn rồi, nhiều lắm. Đây thì sẵn đây mình nói luôn nha quý vị, thì có một số người á là diễn giải thì mình cũng có nghe nha, thì cái con diệp sáp phấn trắng này nè, người ta sẽ tứ những cái thuốc nấm chẳng hạn như là dithan, mancozeb nó hết, nhưng mà mình giải thích cái hết cho các bạn nghe nha. Con diệp sáp này nó nhờ lớp bảo vệ là bằng cái lớp phấn trắng bên ngoài, là nó ngăn chặn nước không có bám được vào con diệp sáp, thành ra là nó sống được nhờ cái chất đó. Khi mà các bạn tứ thuốc nấm thì cái lớp nấm ở ngoài nó chết đó các bạn, thì thành ra nó đưa con diệp sáp ra, nó không có chịu ảnh hưởng nổi với cái môi trường, thành ra nó một số là nó chết, còn một số là nó bớt cái lớp phấn, nó cây mình nó nhẹ lại, chứ nó không có hết tuyệt đối nha các bạn. Nó không hết hoàn toàn, nó không chết được, tại vì thuốc nấm là thuốc dạng trừ bệnh, trừ nấm, nó trừ nấm. Còn con diệp sáp nó là dạng sinh vật rồi, nó là dạng động vật, nên mình phải sử dụng thuốc trừ sâu nha. Rồi á, bây giờ vấn đề diệp sáp này mình xử lý á, là có hai vấn đề. Một á, cây cô chú anh chị mới trồng, mình không thể nào vũ đất ra để mình tỉa rễ mình trồng tiếp được nữa, là cái vấn đề thứ nhất. Mình để nguyên chậu như vậy, mình tứ thuốc lên, là mình sử dụng thuốc mà đặc trị diệp sáp. Cái clip này chắc dài á, cô chú anh chị để mình xem nha. Mình nói sao cho đầy đủ đi. Là cô chú anh chị á, chọn cái loại thuốc mà ra cửa hàng bảo vệ thực vật á, cô chú anh chị nói bán cái loại thuốc mà đặc trị diệp sáp, mà tránh cái dòng OC ra nha. Cô chú anh chị có thể là dùng cái, nếu mà cây đã bị á, thì nên dùng SC hoặc là OD như thằng cố Movinta Auto gì đó, chứ không được dùng là OC. OC tứ vô nó có khi cái cây nó chết luôn, cây nếu bị diệp sáp nặng quá là nó chết luôn. Là bông, nếu mà cây đó đang bông mà tứ dòng OC vô là tài đảm bảo là tứ vô bông thối quát hết trơn luôn, kể cả lá rụng trụi đuổi luôn, cây yếu sẽ chết. Nên mình tứ cái dòng chỗ Tài đang xài nè, là cái này Movinto, Tài không quảng cáo thuốc nha, tại thấy hiệu quả thì Tài xài thôi nè. Movinto 150 OD, cái này là OD nha, nó không có nóng như cái thằng nhũ dầu là OC nóng lắm. Đâu quay gần cái chai OD nữa nè, OD nè, Movinto đặc trị diệp sáp nè. Cô chú anh chị có thấy để đặc trị diệp sáp không? Lưu dẫn hai chiều, có nghĩa là thằng Movinto này á, cô chú anh chị xịt lên lá, cái này phun lên lá tứ gốc đều được, phun lên lá cây nó sẽ hấp thu thuốc, nó vận chuyển từ trên lá dài xuống dưới bộ rễ luôn, là những cái dòng hút chích á, nó sẽ chích vô nhựa của cây, nó sẽ trúng độc nó chết. Thằng Movinto này là cơ chế nó như vậy, nhưng mà Movinto này á, 2-3 ngày sau thuốc nó mới có tác dụng, chứ nó không có tác dụng liền.
Còn cái thằng thứ hai này là thằng công, thần công nha. Cái nhãn vàng này là nó độc hơn cái nhãn xanh nha cô chú anh chị. Nhãn xanh này là nó ít độc hơn. Nhãn này nhãn vàng nè. Thần công nè. Nó có hình diệp sáp nên nó trị cũng nhiều thứ lắm. Cái này vẫn phun lên lá được, nhưng mà cái thằng dòng này là EVK cũng xài được nha. Mình chỉ tránh cái dòng OC thôi. Mình xài diệp sáp thì mình phải chịu thôi. Cái thằng này phun lên bông là cháy nha. Thằng này phun lên bông chấp nhận được nè. Còn thằng này là cháy hoa. Thằng này là tài chỉ tứ gốc thôi chứ không có phun. Momento này tài phun luôn. Vừa phun vừa tứ gốc. Những cây diệp sáp nặng quá phun trên đọt, nhằm khi diệp sáp nó ở trên cái đọt non này nè, cô chú anh chị không có thấy. Rồi mình phun trên đây luôn, rồi mình tưới xuống gốc. Tưới gốc là 1C trên 1 lít Movento. Còn mình phun trên lá là thí dụ cái bình 2 lít nước, mình chỉ phun khoảng 1,5C là được rồi. 1,5C là tương đối với 1,5ml. Cái thằng công này mình là tưới 1C trên 1 lít, tưới xuống gốc. Mình tưới mà cô chú anh chị người nghiệp sáp á, theo tài đấy á, là đầu mùa mưa cho dù cây không bị, cô chú anh chị dẫn tới dạng là tưới ngừa nha, cho cây nó an toàn. Cuối mùa mưa mình tưới một cái nữa là nguyên một năm đó, đảm bảo không, cây không có bị nghiệp sáp. Còn cái dạng này, hai cây này bị nghiệp sáp đó là tài được rồi, hai cây này xíu nguyên liệu nó cũng không có được giống con cưng mấy hạt lai, nên tài bỏ nó ít chăm sóc nó bị nghiệp sáp. Rồi cô chú anh chị tưới là cái quy trình tưới không, tưới thuốc Momento xong mình không xả nước nha, là khoảng một tuần lễ sau, tại vì cái thuốc sau mà mình đưa vô những cái con vi sinh vật trong đất nó đã chết hết rồi, là cái bộ rễ nó đã suy, tưới diệp sáp hết. Mình một tuần sau hoặc 10 ngày mình tưới kích rễ, mình cộng với cái thằng humic nha. Humic đặng nó tạo ba cái khoáng chất trong đất, nó bồi dưỡng cho cây lại. Cây mình rễ nó hư rồi, bây giờ mình diệt nghiệp sáp xong mình phải tưới kích rễ lại cho cây nó ra rễ mới. Còn cái cách thứ hai á, như cây này nè, cây này là tài vũ ra luôn, khỏi tưới thuốc nữa, tại vì rễ nó đã tới đây rồi. Cây mà rễ tới đáy là bắt buộc mình phải thay chất trồng. Rồi bây giờ mình vũ luôn, khỏi xử lý thuốc làm gì cho tốn kém. Rồi mình rửa sạch hết trơn, rồi một hai ngày sau rễ nó khô ráo là mình tỉa rễ bỏ hết. Rồi vậy mình để nửa tháng 20 ngày đó mình trồng lại, là những cây phun rễ như vậy. Mình sử dụng thuốc là những cây mình mới trồng nha, mới trồng không lẽ mình nhổ nữa sao. Rồi mình xử lý thuốc. Còn những cây đã phun rễ tới đáy gì là mình vũ luôn, mình rửa luôn, mình khỏi tưới thuốc chi cho nó tốn tiền. Rồi cũng như cái clip trước của Đức Thủ nó nói về cái vụ mà tiếng trùng cây sứ đó, cái là cách nhận biết là nó nổi hột nổi sần đó, nổi mục cốc á, là cũng do từ những cái con diệp sáp này nó cắn phá cái bộ rễ, rồi nó làm tổn thương cái bộ rễ, mấy do nấm bệnh xâm nhập vào cái chỗ vết thương là cô chú anh chị chưa có xử lý kịp á, cây mình bị diệp sáp cắn hư rễ, rồi nấm bệnh nó tấn công vô, rồi tiếng trùng nó mới tạo cái chỗ vết thương con diệp sáp đã cắn nè, rồi nó mới xâm nhập vào, nó chui vô bộ rễ, nó làm nù rễ này kia là nó sanh ra bệnh tiếng trùng. Thì cái clip trước tiếng trùng rễ xứ rễ cây nào cũng vậy, Đức Thủ cũng có nói rõ rồi, tại không có nói. Nhưng mà nguyên nhân cái con diệp sáp này rất là nguy hiểm, là nó là nguyên nhân chính đó, nó tạo ra những vết thương ở bộ rễ cho nấm bệnh, cho tiếng trùng nó xâm nhập vô, rồi nó gây úng thối rễ cây xứ mình nó hư. Bởi vì cô chú anh chị em trồng cái xứ tốt mà mình xử lý trong chậu nè, không bị nhiễm gập sáp là chắc trồng ok. Cô chú anh chị tốt nhất thì nên ngừa đi, là nó không bị hư hại đâu. Cách tốt nhất như tài nói nãy, cô chú anh chị mà tưới xử lý bằng cách tưới thuốc cho vô bộ đế cây ha, thì một tuần lễ sau mình tưới kích rễ với humic để tạo màu mỡ lại cho cái chất trồng của mình, dưới nó phục hồi cái bộ rễ, nó ra rễ mới. Cô chú anh chị nếu mà có điều kiện nữa thì mua một cái bịch nấm đối kháng Chico Đề Ma đó, nó rất là nhiều hàng tỷ bào tử đó. Là cô chú anh chị tưới humic xong rồi vài ngày sau mình quậy Chico Đề Ma, mình tưới luôn, mình quậy theo cái hướng dẫn á, mình tưới là nó bổ sung vi sinh vật trong đất, là đất mình nó hồi phục lại, là cây nó khỏe. Chico Đề Ma đó là những cái nấm đối kháng đó, là
ba cái nấm bệnh trong chất chồng, nấm đối kháng đó nó tiêu diệt những con nấm mà hại. Thì có điều kiện thì cô chú anh chị tìm hiểu về chi cô đạt ma của Đại học Cần Thơ á, rồi nó cũng không mắc tiền đâu, rồi cô chú anh chị mua mà sử dụng nha. Rồi thì kính chào các bạn nha. Thì mình kết hợp với vườn sứ Nguyễn Tài thì cũng làm một cái clip theo yêu cầu của các bạn về chị con diệp sáp phấn trắng rễ. Thì mọi chi tiết thì các bạn mà tham khảo hay có điều chi không rõ, hay là các bạn mà muốn sưu tầm về giống sứ, hay là những cây sứ chẳng hạn như những cây sứ hạt lai, hạt sứ, hay là về những cây sứ chiếc ghiên, hay là những cây sứ ghép, hoặc là những cây kỳ duyên, nó tóm lại vào bộ môn cây sứ, thì các bạn có hoặc là những cái kỹ thuật á, các bạn mà có thắc mắc thì các bạn liên hệ với anh Nguyễn Tài. Thì như hồi tiêu đề hồi lúc đầu mình có giới thiệu cái vừa số điện thoại với Zalo, thì sẵn đây anh Tài sẽ đọc lại cái địa chỉ Google Maps và cái địa chỉ cái số điện thoại Zalo cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn mà cần về tư vấn kỹ thuật hay là sưu tầm giống thì các bạn cứ liên hệ ha. Thì nếu mà có thì anh Tài Zalo, còn không có thì sẽ chia sẻ về cái kỹ thuật cho các bạn. Cái địa chỉ vườn của Tài thì nằm ở khu vực Bình Phước, phường Phước Thế, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của Tài là 0907 578707. Zalo là Nguyễn Tài luôn nha. Còn Google Maps thì cô chú anh chị cứ search lên Google Maps là Hoa Kiển Nguyễn Tài là sẽ ra địa chỉ cụ thể. Còn cái Facebook anh là tên gì? Facebook là Sứ Thái Nguyễn Tài. Tài thì đa số bán cho khách hàng bên Zalo là nhiều nha. Facebook Tài ít có đăng lên đó lắm. Thì các bạn có điều chi mà thắc mắc hay là cần thiết thì các bạn cứ liên hệ với anh Nguyễn Tài ha. Thì cái clip này thì kết hợp vườn Nguyễn Tài để chia sẻ những cái kinh nghiệm riêng ở vườn mình. Thì những các bạn nào á mà gần rồi thì xem qua cho vui. Còn các bạn nào mà mới vào tập chơi á mà có điều thắc mắc lúng túng thì các bạn có thể vào đây tham khảo. Rồi các bạn rút cái kinh nghiệm để làm bổ ích cho cái vườn của mình. Còn điều chi thắc mắc về kỹ thuật thì liên hệ anh Nguyễn Tài sẽ bổ sung những cái thắc mắc đó. Rồi nếu mà các bạn nào xem kênh mà chưa có đăng ký kênh thì các bạn nhớ cho mình một đăng ký kênh ha, để ủng hộ kênh của mình. Rồi nếu clip mà có hữu ích thì cho mình một like luôn. Rồi Đức Thủ, Nguyễn Tài xin chào, hẹn gặp lại các bạn clip sau ha. Xin chào, kính chào.